Ngay đáp vừa rồi mình đi gặp mà tàu gặp bão, và khi mà cơ quan chức năng người ta xuống người ta điều tra, người ta mang VDA về, mang hộp đen về, người ta điều tra tai nạn sự cố, thì lúc đấy nó cũng do một phần mình khá hoảng loạn, nhưng thật ra mình không biết sử dụng. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình xin tiếp tục làm video hướng dẫn anh em cách sử dụng cái VDA hay một cái khác hộp đen đấy. Cái từ viết tắt của tiếng Anh của nó là Void Data Recorder. Thì đối với cái data, cái VDA của tàu mình là cái VDA Furuno VR3000S. Còn đối với cái của các tàu các bạn thì mình không nói đấy. Ở đây mình nói mình làm video về cái thiết bị của tàu mình thôi. Thì một số lưu ý khi các bạn sử dụng cái VDA này, thì trước hết mình nói qua cái cấu tạo của nó. Đây, cái hộp VDA của mình đây, 3000S đây. Nó một cái chìa khóa, các bạn nên nhớ lúc này luôn luôn chúng ta phải khóa lại nhá. Chúng ta phải khóa lại, không có BNC người ta bắt nổi đấy. Và cái chìa khóa này chúng ta treo ở một nơi thuận tiện nhất cho việc sử dụng. Đó, khi các bạn mở chìa khóa ra. Thì ở trong VDA này nó có một cái hộp, cái ổ cứng này, cái ổ cứng này để lưu các dữ liệu. Cái dữ liệu này nó sẽ được lưu tối đa là 12 giờ. 12 tiếng có nghĩa là nó cứ ghi liên tục 12 tiếng nó sẽ được lưu ổ cứng này. Các dữ liệu bị từ radar, cái VDA này sẽ lưu các dữ liệu từ radar ấy, nó sẽ có lưu cái video màn hình của radar này, cũng như các cái đàm thoại khi chúng ta nói liên lạc qua VDF nó sẽ lưu lại, cũng như là các cái góc bẻ lái cái thứ nó sẽ lưu hết, cũng như là GPS, vị trí trên GPS đó, những cái nó kết nối, cái nó sẽ kết nối VDA này để mục đích cho việc điều tra tai nạn sự cố nhé, để bên nào đúng bên nào sai để xử lý nhé. Thì cái ổ cứng này, cái ổ cứng ở cái VDA nó sẽ như cái VDA tàu mình, nó sẽ lưu được 12 tiếng, có nghĩa là cứ 12 tiếng này, sau đó cái dữ liệu đè lên 12 tiếng tiếp theo, nó cứ như vậy, cứ 12 tiếng và tối đa là 48 tiếng, thường thường là 12 tiếng. Khi tôi nói này xong, 12 tiếng sau nó trôi đi, nó sẽ lưu đè, nó tiếp tục 12 tiếng, cứ vòng xoáy như vậy. Cho nên khi tai nạn sự cố xảy ra, các bạn muốn sử dụng ngay được là các bạn phải ấn nút cái nút new thì mình đây, nút new người ta, người ta để đây, mình bật tắt là mình ấn new. Mình ấn new mục đích làm gì? Mục đích là để new chữ lại. Đây, cái nút server này nhá. Đó, bình thường các bạn đừng ấn nhá. Mục đích chúng ta ấn nút new làm gì? Mục đích chúng ta ấn nút new là để chúng ta new chữ lại tất cả các cái tình huống xảy ra ở trên máy móc ấy, nó new lại các tình huống xảy ra vào trong, ở trong cái ổ cứng này để nó không bị trôi đi. Đó, và đối với một cái ổ cứng như VDA cái hãng của cái loại này, nó lưu được tất cả tối đa 4 lần nha, các bạn ấn được tối đa 4 lần cái nút lưu này. Ngoài ra đến cái lần thứ 5 là các bạn không thể lưu được, là cái ổ cứng này phát đi, không thể sử dụng được. Đó, nên các bạn lưu ý. Có nghĩa là khi tai nạn sự cố xảy ra xong là các bạn ấn luôn cho mình nút lưu này. Đó, mà khi bạn ấn nút lưu được một lần có nghĩa là sẽ còn 3 lần nữa. Mà nếu trong trường hợp mà trong 3 lần đấy nó vẫn tiếp tục, nó có tai nạn sự cố tiếp xảy ra trong cái ngày hôm đấy, thì các bạn ấn tiếp cho mình nút lưu tiếp. Mục đích gì? Để chúng ta lưu giữ lại các cái thông tin đấy, nó không bị trôi đi. Các cái thông tin đấy nó không bị trôi đi để khi cơ quan điều tra bảo hiểm cũng như là các cơ quan cảng vụ xuống, người ta lấy cái ổ cứng này về thì người ta sẽ lấy được cái dữ liệu để người ta phân tích tai nạn sự cố nhá, phục vụ điều tra. Đó là đấy là phần cái hướng dẫn sử dụng. Và cái thứ hai là đối với một số cái lưu ý khi các bạn sử dụng này là các bạn để ý hạn nhé. Thứ nhất là cái service hàng năm này. Cái này nó có cái hạn service hàng năm. Đó, các bạn phải lưu ý cái hạn service hàng năm. Như của mình tháng 1 năm 2023 hết hạn này, mà hiện tại mình order công ty nhưng mà công ty chưa xuống này. Cái hạn service hàng năm. Cái thứ hai là cái hạn pin. Thì ở đây, đây nó gồm có 3 công tắc. Ở đây nó sẽ có pin, hai cục pin dự phòng nhá, hai cục pin dự phòng này. À, đây là hai cái cục acquy dự phòng này của nó này. Và đồng thời mà nó có nguồn đây, một nguồn AC là nguồn dòng điện xoay chiều từ nguồn điện của tàu đấy. Khi nguồn điện AC mất thì cái nguồn điện DC này, cái nguồn điện nó chuyển sang nguồn điện DC. Và tiếp theo trong trường hợp của cả hai nguồn điện này nó mất, thì cái nguồn battery backup này, cái nguồn điện của pin dự phòng, nó hoạt động tối đa trong vòng 2 tiếng. Đó, nó sẽ hoạt động tối đa trong vòng 2 tiếng nhá. Hiện tại cái nguồn DC mình đang mất là do ông điện cũ ông nghỉ rồi, mà ông điện mới ông không biết vị trí nào. Hôm mình nhận bàn giao mình cũng nhiều việc không để ý, mà hỏi phó hai cũ thì người ta cũng không để ý. Đấy nha các bạn. Thì đây tất cả 3 nguồn. Và mình nói tiếp, thì đối với cái bình ắc quy, hai cái bình ắc quy này, các bạn để ý cái hạn sử dụng của nó nhé. Hạn sử dụng nó ghi trên vỏ máy đấy. Thì cái bình ắc quy này nó sẽ được hạn sử dụng tối đa của nó là 4 năm thôi, nó quy định cái 4 năm thôi. 4 năm
nếu trường hợp mà các bạn thấy cái hạn nó hết hạn là các bạn phải thay, yêu cầu sửa chữa, yêu cầu thay mới nhá. Yêu cầu tốt hơn yêu cầu kỹ thuật người ta thay, còn trường cùng người ta bắt mình thay thì mình cũng thay được rồi. Các bạn đọc hướng dẫn. Và cái thứ hai đó là chính cái đèn âm hiệu. Cái đèn âm hiệu là cái màu da cam ở trên nóc bùng lái đấy. Thì hiện tại đang hiện tại buổi tối mình không quay cho các bạn. Thì tí mình sẽ ghim ở trên mình sẽ ghim lại ở trên màn hình cho các bạn biết. Thì ở trên nóc bùng lái có hộp màu da cam với hộp VDA đấy. Thì ở đấy nó sẽ có một cái pin của cái đèn âm hiệu. Mà cái pin của đèn âm hiệu đấy tối đa của hạn của nó là 6 năm nha các bạn kiểm tra, nếu trường hợp mà nó hết cái pin đến hết hạn thì các bạn phải yêu cầu kỹ thuật người ta xuống người ta thay luôn. Đấy, cái đấy là hai cái lưu ý cho của cái VDA là người ta hay rất ban lỗi. Hết hạn service hàng năm này, cái pin của các quy này. Và cái hai là cái pin của cái âm hiệu ở trên nóc bùng lái, cái màu da cam đấy. Và một số lưu ý nữa là nếu trong trường hợp mà cái đèn này, đây trường hợp cái đèn DC, cái nguồn DC của mình hiện tại đang mất này, mà mình chưa tìm cái nguồn thì là ngày mai mình sẽ đi mình tìm xem nguồn DC này của mình ở đâu. Cái thứ hai trong trường hợp cái battery backup là cái đèn này, cái đèn battery backup là cái đèn của hai bình AQ này nhá, cái nguồn hai AQ này nó không sáng, thì một là khả năng là do cái bình này hết điện, hai là trong trường hợp này nó không hết điện mà trong đây nó có một cái cầu chì đây, cái cầu chì của nó trong phía này đây, đây các bạn hút đây, trong cái này đang có một cái cầu chì này đấy, các bạn kiểm tra cầu chì của nó, cái cầu chì của nó cầu chì 10A xem nó có rụng tóc không, nó bị mất chân không thì các bạn thay vào, thì cái đèn này nó sẽ để kiểm tra cái đèn này sáng nhá. Đó, cái thứ hai cái bảng mã nối, cái bảng mã nối nối ở đây đây hiện tại nó là 0-4 là nó normal, nó bình thường, còn nó hiện các con số thì nó sẽ có, đối với cái thiết bị này có một bảng mã nối nhá, dụ như mất radar, mất tín hiệu radar thì nó sẽ báo nối bao nhiêu, mất tín hiệu GPS nó sẽ báo nối bao nhiêu, thì chúng ta dựa đến chúng ta tra để chúng ta biết đó. Thì cái VDA như vậy, cái quan trọng nhất là các bạn cái cách sử dụng đó, các bạn lưu ý nhé, cái này chính bấm được tối đa 4 lần new luôn. Khi tai nạn sự cố xảy ra các bạn ấn new, xong tiếp tục nó xảy ra các bạn để xảy ra tiếp, thì các bạn đừng vội ấn new luôn, không nó không new được nhiều đâu. Các bạn căn tại sao cứ dưới 12 tiếng được, bởi cứ 12 tiếng nó trôi mà tầm 10 tiếng hoặc 11 tiếng là các bạn ấn cho mình một lần new nữa, mà tai nạn tiếp tục nó vẫn còn xảy ra thời gian dài, thì các bạn cứ tầm 10-12 tiếng đổ lại các bạn new cho mình một lần. Sau khi là cái ổ cứng này cơ quan chức năng người ta đã mang về, người ta xử lý tai nạn điều tra xong rồi, mà trường hợp các bạn đã ấn đủ 4 lần rồi thì là các bạn phải gọi hãng ấy. Các bạn muốn sử dụng lại cái ổ cứng này, các bạn phải gọi hãng để người ta reset lại cho các bạn, thì các bạn mới sử dụng được. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn không gọi hãng hoặc gọi kỹ thuật trên bờ thì bắt buộc các bạn phải thay một ổ cứng mới đó. Mà thay ổ cứng cũng không đơn giản, không phải tự mình thay đâu, thay ổ cứng tốt nhất các bạn có để cái này kỹ thuật người ta thay. Thì hôm nay mình làm video nói sơ qua về cái VDA, mình biết là các anh đi nhiều thì đi đánh thuê nhiều, chinh chiến nhiều, các anh hiểu về cái này, nhưng một số bạn là sĩ quan mới hiện tại nên mới nhận chức danh thì khả năng là rất mơ hồ về cái VDA này. Bản thân mình cũng đang mới tìm hiểu thôi, trước giờ đi nội địa cũng không, cái VDA nó cũng không áp dụng nên là mình không biết. Mà ngay nát vừa rồi mình đi gặp mà tàu gặp bão, và khi mà cơ quan chức năng người ta xuống người ta điều tra, người ta mang VDA về, mang hộp đen về người ta điều tra tai nạn sự cố, thì lúc đấy nó cũng do một phần mình khá hoảng loạn, thực ra mình cũng không biết sử dụng, cũng mới xuống tàu chưa biết sử dụng, đó mình không ấn nút new nên là nó không có dữ liệu gì cả. Đó anh em lưu ý nhá, khi tai nạn sự cố xảy ra anh em ấn cho mình nút new này, và tiếp tục nếu nó còn xảy ra tiếp thì cứ căn làm sao cứ dưới 12 tiếng được, khoảng 10 tiếng 7-8 tiếng sau vẫn ấn cho mình nút new nữa, thì toàn bộ cái thời gian mà từ 7-8 tiếng nó sẽ được new lại trong hộp này, chứ không để nó sẽ bị trôi mất nhá, các bạn lưu ý vậy. Thôi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nếu anh em thấy hay và ý nghĩa xin cho mình một like đăng ký kênh của mình nhá. Chào, hẹn gặp lại. Mình xin lưu ý thêm cho các bạn là cái đèn âm hiệu ở trên nóc bùng lái đấy, ở hộp màu da cam đấy, đối với thiết bị Furuno VDA Furuno VR3000S này thì là ở hộp trắng trắng hình mũi tên mình đang chỉ các bạn đấy. Các bạn tháo hai cái con ốc ở phía đầu ra, thì các bạn mở hộp trắng trắng ra thì nó sẽ có ghi hạn của cái đèn âm hiệu ở trên đấy nhá, để chúng ta biết được nó còn hạn hay không. Nếu nó hết hạn thì chúng ta yêu cầu thợ xuống để người ta thay nhá.